Xin chào ông Pang So, cảm ơn ông đã đến với cuộc trao đổi này của chúng tôi. Câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi muốn đặt ra cho ông là tại sao tại giải đấu M15 Cup này ông lại sử dụng sơ đồ 3-4-3? Sơ đồ nào thì cũng có ưu và nhược điểm. 3-4-3 cũng vậy. Tôi mới cho các cầu thủ tập luyện khoảng gần 2 tuần và họ vẫn cần thời gian để làm quen với những sự mới mẻ. Nhưng tư duy của họ thì đã tốt dần lên. Bên cạnh 3-4-3 thì tôi còn một phương án sơ đồ chiến thuật nữa mang tới vòng chung kết U23 châu Á. Sau hai trận đã thi đấu với U23 Myanmar cũng như là U23 Uzbekistan, thì ông thấy đâu là vấn đề lớn nhất của đội tuyển U23 Việt Nam hiện tại? Các cầu thủ dự bị và chính thức có một độ vênh nhất định. Ngày hôm qua tôi thử nghiệm một số nhân tố mới, nhưng màn trình diễn của họ làm tôi không yên tâm. Họ không giữ được bóng và hỗ trợ nhau không tốt. Có lẽ các cầu thủ dự bị sẽ cần phải cố gắng hơn để chúng ta có một đội ngũ đồng đều về chất lượng. Ngày mai sẽ là một trận đấu quan trọng khi mà chúng ta sẽ chạm trán với U23 Thái Lan. Ông có biết là người dân Việt Nam rất muốn thắng Thái Lan không? Tôi cũng rất muốn thắng Thái Lan. Tuy nhiên tôi cảm thấy khá lo lắng khi chúng ta phải chạm trán với đối thủ này. Họ có lợi thế sân nhà, còn U23 Việt Nam chưa có được lực lượng tốt nhất. Nhưng tôi tin rằng chúng ta sẽ vượt qua Thái Lan. Sau giải đấu này, khi trở về Việt Nam thì ông đã có kế hoạch gọi thêm nhân tố nào mới chưa ạ? Trong đợt tập trung vừa rồi, tôi đã gọi 34 cầu thủ. Ngoài ra, cũng có một vài gương mặt tôi muốn gọi lên. Nhưng vì vướng vòng chung kết U21 quốc gia, cũng như giải U21 quốc tế tại Cần Thơ, nên các câu lạc bộ lại muốn giữ quân. Khi trở về Việt Nam, tôi dự định sẽ bổ sung thêm từ 2 tới 3 gương mặt mới nữa. Tại vòng chung kết U23 sắp tới, chúng ta sẽ đối mặt với các đối thủ rất mạnh như là Australia, Syria cũng như Hàn Quốc. Vậy ông đã có những cách nào để cải thiện thể lực của các cầu thủ? Chúng ta rơi vào một bảng đấu rất mạnh. U23 Việt Nam thua kém về mặt thể hình, nhưng các học trò của tôi lại có kỹ thuật cá nhân rất tốt, phản xạ với các tình huống bóng khá nhanh. Chúng tôi sẽ có 3 tuần để cải thiện thể lực cho các cầu thủ. Hy vọng U23 Việt Nam sẽ làm được điều gì đó ấn tượng tại Trung Quốc. Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.